Ok và nhanh luôn nhé Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm theo cái poster Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng MTP <laughs> rồi đầu tiên thì cái này chủ yếu nó là những cái phòng pastel hiệu ứng chữ cùng với lại cắt ghép hình thì ok mình sẽ tạo các bạn với các bước cơ bản tất cả luôn nhé thì chữ này thì mình sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn mình tìm được một cái file effect ở trên mạng người ta làm sẵn cái này rồi cắt là gọn thôi thì ở đây cái cách làm của chúng ta như sau các bạn có thể để ý ở đây chủ yếu là sử dụng gradient ha tạo hình trái tim vẽ một số cái và cắt ghép hình thì chúng ta sẽ làm đơn giản theo thôi ha đầu tiên chúng ta sẽ tạo một file mới trong photoshop nhé các bạn sẽ vào file new ở đây thì các bạn có thể chọn cái size như thế nào đó tùy các bạn Nhưng mà ví dụ như là để mình in ra thì mình sẽ để là size A4 chẳng hạn như vậy hoặc là ừ, các bạn có thể để hình ngang để các bạn làm background uh, cái máy tính của các bạn cũng được ha thì đây mình sẽ để size là A4 ha mình sẽ create thì nhiều khi làm xong rồi in ra tặng gấu chẳng hạn như vậy à, à đúng rồi mình là Nguyễn Văn Phúc từ HDBroker.com các bạn đã theo dõi nếu như là lần đầu anh em đến với kênh của mình hãy nhấn nút subscribe đăng ký nhé và nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sắp để không bỏ lỡ bất kỳ video nào ok chúng ta quay trở lại <laughs> xin lỗi các bạn kiểu nó hóng quá cái là mình cũng quen mắt À, ok, rồi đầu tiên ta sẽ làm cái background nhé Background của chúng ta sẽ là một cái màu từ trên xuống dưới Ở dưới thì có kiểu này Và hình trái tim cũng gradient luôn Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái đầu tiên trước Đó là cái background này ha Chúng ta sẽ sử dụng cái eye drop này Thì mình sẽ click vào đây mình sẽ lấy cái mẫu màu ha. Các bạn chỉ việc click thôi thì nó sẽ hiện lên đây ha Các bạn quay trở lại cái tab của mình này Rồi, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một công cụ tên là gradient tool ha Thông thường nó sẽ nằm như thế này Hoặc là các bạn để bình thường thì ừ, có thể ừ, đặt nó như thế này các bạn chọn gradient này kéo từ trên xuống dưới ha kéo từ trên xuống dưới uh, sorry sorry mình nhầm ở đây thì các bạn sẽ chọn cái uh, file của nó đây là cái này ha và các bạn click ok bởi vì chúng ta vừa check màu ở bên kia rồi nếu như các bạn nào chúng ta không tiện tải về check màu á thì màu của nó có mã là tám b c e b d ha các bạn click đôi ở đây rồi nhập tám b c e b d và đây cái ra, ra cái màu này ha rồi đây các bạn thể thấy nó chảy dài hết từ trên xuống dưới và đây nó có một cái đoạn có thể là hơi cụt cụt ở đây thì mình sẽ chỉ cần đưa dưới này đó đưa nhẹ xuống từ trên xuống đó nó sẽ ra như thế này gọn đúng không đó rồi à, tiếp theo thì hình như là cái màu ở dưới này thì nó lại là một cái màu à, xanh hơi lợt lợt đó thì mình cũng sẽ sử dụng cái chích này chích lấy màu ở dưới luôn Ha, và đây mình lại tiếp tục mình sử dụng một cái tool này và mình đưa mình sẽ chọn làm từ màu xanh đó lên trong suốt nhé từ màu xanh à, màu xanh mà mình mới chấm bên nãy á, à, lên trong suốt cái mã màu của màu xanh nhạt đó là de chín bdf nếu như các bạn không chích và chúng ta click ok sau đó các bạn lại kéo từ dưới này lên đó thì các bạn sẽ có một cái à, như thế ha rồi đầu tiên à, để cho tiếp theo đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải vẽ những cái vệt nước như thế này. Vệt nước này thì dễ làm lắm. Các bạn sẽ sử dụng cái cái uh, brush tool này. Ha, uh, trên này thì các bạn sẽ chọn cái uh, hardness Các bạn để tăng tăng lên chút xíu. Ví dụ như là mình sẽ để tầm 9 mấy đi hơi hơi mềm mềm kiểu vậy. Và chúng ta thu nhỏ cái brush lại. Chắc loanh quanh đâu đấy chừng uh, Như đây. Các bạn cứ đo thôi. Các bạn cứ đo thôi. Ví dụ như là mình nghĩ là mình để khoảng cỡ tầm uh, 10, 11 gì đó. Hay, tùy cái size hình của các bạn thôi. Đây, ví dụ mình để như này đi ha. Rồi, quay trở lại. Ở cái à, ví dụ như các bạn sử dụng CC2018 trở lên thì nó sẽ có cái smoothing này thì các bạn có thể tăng smoothing lên một chút để chúng ta vẽ nó dễ hơn. Ví dụ như là mình sẽ à, đâu rồi, giảm số chữ xíu đi. Normal rồi đúng không? Cái brush mình sẽ để brush màu trắng này. ha chúng ta sẽ chọn lại để brush màu trắng này. Tạo một layer mới ở đây đi. Ctrl Shift N để chúng ta tạo layer mới ha. Rồi ở đây các bạn sẽ thỏa sức các bạn vẽ uh, cái sóng đây làm sao cho các bạn cảm thấy nó phù hợp là được rồi. Ví dụ như là mình ở uh, vẽ từ trên như thế này Đấy, tiếp nối Ở đây mình sử dụng chuột đôi các bạn tăng cái smoothing lên thì các bạn vẽ nó rất là dễ Đó, các bạn có thể vẽ uh, như thế này Cũng dễ mà đúng không? Cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu Đó, cứ vẽ như thế thôi với mình dám ba trò vẽ này có gì đâu mà à, kiểu cả tuổi thơ học mỹ thuật rồi đúng không Đấy, kiểu thế ha rồi ok sau khi xong à, hình như cái brush của họ nó hơi to hơn chút xíu mà thôi kệ đi à, mình không thích mình sẽ cần cho ship n tạo lại và cái brush của mình nó sẽ to hơn một chút mình sẽ để cỡ 15 20 Oh, 20 30 đi rồi 30 <laughs> Ok các bạn uh, Các bạn chờ mình chút nha Đấy vẽ như thế này thôi Cũng không có gì gọi là phức tạp đúng không Mình nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể vẽ được kiểu này Tại vì Ừ nó cũng đơn giản thôi mà Chỉ đơn thuần là các bạn vẽ những cái vệt nước Kiểu như thế Đó kiểu như thế Cứ vòng tròn vòng tròn vòng tròn Tại vì cái poster của sếp cũng để vòng tròn Thành ra là mình cũng cố gắng mình vẽ vòng tròn thôi mình cần cho z lại để bỏ này đi và chúng ta vẫn có cái này thôi cũng khá là dễ rồi đúng không rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hình um, hình trái tim ha hình trái tim thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái gọi là custom shape tool ha các bạn click chuột phải đây là các bạn click chuột phải giống hồi nãy các bạn click chuột phải chọn cái gradient á thì các bạn click chuột phải và chúng ta sẽ chọn là custom shape tool ở đây thì các bạn nó sẽ hiện lên vậy nhé ở trên này các bạn sẽ chọn cái hình là trái tim Ha. các bạn có thể chọn là uh, gì đó uh, click vào trong cái 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 à uh, đâu rồi sao cái này hơi chắc hơi khó nhìn cho các bạn nhưng mà click vào đây này sau các bạn chọn là chữ ôn ha chọn ôn sau đó các bạn chọn append thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều các bạn có thể chọn những cái hình khác cũng được nếu như các bạn thích à, uh, ví dụ như là các bạn thích cảm giác màu uh, cỏ ba lá nhìn đẹp hơn chẳng hạn vậy hoặc là mình cảm thấy trái tim này nó tròn hơn là trái tim ở trên chẳng hạn như thế miễn sao là hình trái tim thôi ha ở đây chúng ta sẽ tiếp tục tạo layer mới cần Ctrl Shift N N thấp đó và chúng ta click OK. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ uh, chọn cái màu ở trên này nhá. Stroke thì chúng ta sẽ chọn là màu trống, tức là không có đó. Fill thì các bạn cứ để màu trắng cho mình ha, màu trắng thôi. Rồi, giữ phim ship và chúng ta vẽ ra. Giữ phim ship vẽ ra. Đó. Rồi chúng ta có cái shape như thế này. Đó, các bạn có thể để ở tầm này chẳng hạn như vậy. Ổn đúng không? Không biết của sếp nhìn thấy cạnh không nhỉ? Ờ à, của sếp nhìn thấy cạnh vậy thì có phải cái ship cái shape này nhìn không hợp mắt cho lắm mình sẽ tìm thử cái shape ở trên coi mình sẽ thử cái shape này coi không biết nó có khác bọt gì không? ồ oh, kiểu vậy thế thôi kệ có hơn không nhỉ? Dạ. có hơn không? <cười> <cười> hoặc là các bạn có thể lên trên cái um, trên trên mạng á các bạn tờ, tải những cái hình cái shape trái tim về cũng được nhưng mà cá nhân mình cảm thấy ừ có cái này dùng nhanh cũng được rồi cũng không cần gì phải gọi là phức tạp cho lắm À, mình nghĩ là chắc không không có hình trái tim nào đẹp hơn đâu hả trái tim này có vẻ đẹp hơn này mình thử mình sẽ thử cái này đi cần cho N tạo đó mình sẽ để hơi vòng ra chút ôi sáu 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 ok nếu vậy thì mình sẽ lấy hình trái tim hồi nãy thôi cũng không có gì gọi là quá khó khăn ha nếu như các bạn thích thì các bạn thể tải những cái hình trái tim trên mạng về nha không vấn đề gì rồi đó mình sẽ để ngay ở giữa à, ngay ở giữa tầm này đi rồi này đây đi ha Tại vì tí nữa mình ghép cái hình người ở dưới thành ra là những cái cạnh hai bên này á, tí nữa mình cũng sẽ bị che đi cho nên cũng không vấn đề gì các bạn đừng có sợ nó thô quá ha. Rồi, màu thì mình sẽ dùng dụng màu gradient. Ha, chúng ta chích một cái ở trên này. Đó. À, và chúng ta click back ở đây nhá. Click back ở dưới này. Các bạn click vào cái um, dấu chuyển này hoặc là các bạn bấm phím chữ X, xy á, XC á ha, cho cái màu hồng ở dưới. À, màu xanh thì chúng ta sẽ lại click một cái nữa. Đó thì chúng ta sẽ có hai màu như thế này ha hai màu. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sự quay trở lại gradient tool. Gradient tool và các bạn sẽ thấy chúng ta có cái màu xanh qua hồng đúng không? Bây giờ bởi vì mình kéo từ trên xuống, mình thích kéo từ trên xuống à, thì các bạn có thể đổi màu lại. Đó, các bạn đảo màu lại ở đây click ở đây đảo thôi hoặc là bấm chữ x thì nó cũng sẽ đảo qua đảo lại nè Đó. À, bây giờ mình sẽ chuyển từ hồng sang xanh nhé. Rồi, các bạn sẽ tạo một layer mới, control shift n. Rồi. Các bạn giữ ở trên này và đưa xuống phía dưới ha, đó. Rồi như vậy nhé Rồi sau đó các bạn giữ phím ship à, Mình xin lỗi Các bạn giữ phím alt đó, internet đó. Các bạn click giữa hai cái layer này nha Từ cái layer màu xuống layer trái tim Mình sẽ đặt tên này là trái tim à, Layer màu đi đã màu gradient đã rồi ở đây có thể bấm chuột phải và các bạn chọn là create clipping mask cũng được này đó thì nó sẽ hiện như thế này màu hồng thì của sếp có vẻ nhiều hơn cho nên là mình sẽ uh, chúng ta quay trở lại cái, cái layer này nè các bạn kéo từ trên xuống thấp thấp hơn chút đó để chúng ta có cái này đẹp đúng không dễ mà <laughs> tính ra vẽ cái này có cái gì đâu kiểu thế uh, rồi uh, bởi vì chúng ta cảm thấy uh, mình đang cảm thấy là ở cái bo góc này ở uh, đại khái là phần giữa nó có vẻ sáng hơn các bạn để ý, uh, phần background á uh, ở uh, phần giữa nó có vẻ sáng hơn phần ngoài thì mình cũng sẽ làm cho nó sáng hơn một chút đi để cho nó gọi nó hơi bất ổn định một chút ha Chúng ta sẽ lại sử dụng cái gradient Ở đây các bạn để lại về cái màu từ màu sang trong suốt nhé từ màu sang trong suốt nó ra caro và là trong suốt này quay sẽ sử dụng cái I uh, plus các bạn click vào đây ha à, Thì khi các bạn quay trở lại thì các bạn sẽ có cái gradient màu xanh uh, Xanh xanh lơ sang trong suốt Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó hơi sáng lên một chút Một chút xíu thôi nhé ở đây thay vì cái uh, là hình uh, gọi là đường thẳng hồi nãy mình kéo từ trên xuống là nó thẳng chuyển thẳng từ trên xuống mà thì bây giờ mình sẽ tạo nó giống như là hơi bo góc hơi tròn tròn một chút thì các bạn sẽ click vào cái phần radio này nhé uh, bên này là bên này là thẳng này linear là thẳng này bên này radio là nó dạng tròn ha? các bạn sẽ quay trở lại layer background và các bạn kéo từ giữa chúng ta đưa ra ngoài đó để chúng ta có cái vùng chuyển thì các bạn có thể đó các bạn uh, có thể cần chôn z nếu như các bạn cảm thấy không ổn thì các bạn cần z lại uh, mình có thể đó từ tâm trái tim ra ngoài đó nó đẹp hơn kiểu thế này nó sẽ đẹp hơn kiểu vậy dễ đúng không rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ quay trở lại với chữ ha à, chữ thì mình có share cho các bạn cái link ở ngay phía dưới phần description phần mô tả hoặc là dưới phần comment game á có cái link ở đó các bạn có thể tải về ha chúng ta có một file phone và một file cái effect chữ các bạn sẽ cài cái file phong này vào bằng cách click chuột phải và chọn install nếu như các bạn ở uh, Windows còn Mac thì các bạn sẽ click đôi và các bạn chọn là install phong ha thì nó sẽ tự vào tên phong của chúng ta sẽ là svn pocky ha ở đây cứ các bạn sẽ mở cái chạy mở cái file này với Photoshop mình đang sử dụng Photoshop CC 2019 thì các bạn cứ mở thôi nó sẽ mở ra một cái tab mới ha ở bên này á thì đó nó sẽ có cái sẵn cho các bạn như thế này rồi à, có thể nó sẽ rút lại như vậy các bạn mở cái group này ra các bạn click vào cái uh, layer tên là mask này mặt nạ đó click đôi vào thôi nó sẽ lại mở ra một cái hình mới các bạn cứ cancel nha và các bạn có thể tắt cái này đi ở đây thì các bạn sẽ tạo một cái uh, chữ các bạn sẽ chọn là horizontal type tool ha phong chữ thì các bạn các bạn sẽ để màu chữ là trắng đen này các bạn click vào trắng đen này về trắng đen thôi uh, ở chữ này các bạn chọn là trắng đen đâu rồi đó các bạn để đen ha rồi ở đây cái phong thì các bạn sẽ chọn là s VN à, Pocky đúng không? Hồi nãy là đây Pocky Regular ở đây ha Rồi ở đây các bạn có thể gõ bất kỳ cái chữ gì các bạn muốn Phong chữ thì các bạn tăng lên ở đây chẳng hạn vậy rồi Ví dụ như là mình sẽ tí nữa mình sẽ lấy hình bạn gái của mình đi Thì mình sẽ như uh, có thể là mình sẽ gõ từng chữ nha Các bạn sẽ gõ từng chữ để các bạn thay đổi góc lệch các thứ đồ cho nó đẹp Rồi các bạn gõ chữ C trước này Thì mình sẽ tăng lên ha Các bạn có thể cần chôn T để thay đổi vị trí để thay đổi kích thước nhanh nhé các bạn có thể bấm cần chôn t này thay đổi góc thì các bạn cần Ctrl t luôn và các bạn đưa chuột ra bên ngoài đó các bạn sẽ thấy chúng ta có thể thay đổi cái góc như thế này ha các bạn sẽ chọn đó có rồi bây giờ à, ví dụ như là ừ, mình sẽ có chắc rồi đúng không đó, thay đổi vị trí đưa lên đưa xuống đồ tùy các bạn thôi à, nhưng mà đối với mình nhé bởi vì đây là hình người yêu của mình thành ra là mình sẽ để là mình sẽ dịch là chắc chắn đây là yêu <laughs> đó, giống kiểu tự nhiên làm cho bạn gái xong cái tặng cái này lại tự nhiên có chắc đây là yêu, lại còn thêm hình bạn gái vào, đùa, có chắc, ai chắc chắn đây là chữ L nè, đó, các bạn sẽ đưa vào à, chữ C, các bạn có thể thay đổi đưa xét xét vào chút xíu. Mình không biết tí nữa ra thì nó có hiệu ứng nó đẹp hay không, nhưng mà chúng ta cứ thử, bởi vì chúng ta có thể chỉnh được nhé thì mình các bạn lại nhân đôi lên tiếp nhân đôi bằng bấm phím cần trôn chay nha phím chay là phím nằm giữa phím hét và phím k đó phím chay ha và các bạn thay đổi thôi nhân lên xong rồi sử dụng move tool này để các bạn di chuyển cái hình cái cái chữ của chúng ta ra và các bạn sẽ lại chọn vào đây chọn type tool đó và chúng ta sửa cái chữ này lại cái chữ này đó yêu à, viết hoa đó cần trôn t này và các bạn thay đổi cái góc cho nó phù hợp với ý muốn của các bạn xong. Sau khi các bạn làm xong rồi á thì các bạn sẽ bấm Ctrl S để chúng ta lưu và các bạn quay trở lại cái tab typo effect của mình nhé. Thì nó sẽ tự động nó cập nhật cái file đã thành cái chữ này. Đó. Thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có một chút lỗi ngay cái chữ giữa cái chữ D và chữ L này. Thì các bạn sẽ quay trở lại đây và chữ L chữ Y này các bạn chọn hai cái layer này nhé các bạn đưa rời ra một chút xíu và lại Control S chúng ta có thể thay đổi được cái file này thì nó rất là linh hoạt nha cho nên là các bạn có thể thay đổi rất là dễ à, chúng ta quay trở lại này và mình sẽ coi thử đó đẹp rồi ha sau khi xong rồi các bạn có cái chữ uh, uh, gọi là đẹp rồi các bạn thể di chuyển nó được ha các bạn sẽ bấm uh, Control Shift E Control Shift E thì nó sẽ tự động gom tất cả layer lại để cho nó gọn và các bạn click kéo cái này đưa sang cái layer của bạn ha, click giữ thôi đó các bạn click giữ cái này này, sử dụng mô tô nhé thì chúng ta sẽ có cái layer được gom lại rồi này đó các bạn click giữ đưa qua bên cái tab này các bạn thả ra thì nó sẽ ra cái uh, form phòng đó ha ra cái chữ đó rồi ở đây các bạn để thay đổi kích thước được chúng ta lại cần chôn t ha và giữ góc các bạn thay đổi đấy các bạn đưa vào vị trí nào sao cho nó phù hợp ví dụ ở đây rồi sau khi xong rồi, xong chữ rồi nhé, thì còn gì không? tất nhiên chữ của sếp thì hình như là hiệu ứng 3D các thứ đồ nó khó lắm, các bạn không làm được vậy đâu. nhưng mà thôi kệ, chúng ta có gì dùng đấy nhé. thì ở đây các bạn thể thấy là ừ, hình như cái màu xanh của sếp nó đẹp hơn. thì cái màu xanh của mình nó đang là màu xanh dương, mình không thích. thì mình sẽ hơi chuyển nó, hơi chuyển màu một chút. các bạn sẽ chọn vào cái hue saturation này, ha, hue saturation. các bạn chọn ngay dưới này, adjustment layer này các bạn chọn là hue saturation nhé các bạn click vào như hồi nãy luôn các bạn chọn là create clipping mask luôn ngay cái này thì các bạn chọn là create clipping mask này để nó nó ép cái layer này cái cái hiệu ứng mà thay đổi màu này nó sẽ ép vào cái layer cái chữ nhé ở đây thì các bạn chọn vùng màu xanh uh, blue thì phải cái này màu xanh blue thì phải mình sẽ kéo giãn ra một chút và mình đổi giảm saturation đi đó giảm saturation đi và mình sẽ chuyển nó sang hơi màu xanh cyan giống này một chút. Đó. Đấy, đổi màu như vậy thì có vẻ sẽ đẹp hơn. Đấy, nhìn nó hợp hơn. À, hợp hơn chưa? Cảm thấy khác ổn rồi đúng không? Được đẹp đấy rồi <laughs> bây giờ bây giờ thì các bạn có thể gõ chữ ở đây cũng được ha gõ chữ như thế nào đó tùy các bạn nhưng mà bây giờ mình sẽ đi tới phần chính đó là mình sẽ sử dụng Ê, cái cái typo này xong rồi thì các bạn có thể tắt đi và đông xếp nhé bởi vì mình xử lý xong mình kéo qua bên kia rồi rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn cái hình của người của các bạn ha mình sẽ sử dụng hình của bạn gái mình uh, Photoshop Adobe CC 2019 ở đây thì các bạn sẽ tách nền người ha, tách nền người để sử dụng cho nó dễ các bạn sử dụng Quick Selection Tool này. Nếu như các bạn sử dụng CC 2015 trở lên thì nó sẽ có cái gọi là Select Subject 2015.5 trở lên. Nó sẽ có nút Select Subject các bạn click vô. Thì tự động ha, nếu như hình của các bạn nó chất lượng tốt á thì tự động Photoshop nó sẽ lấy cái người của các bạn nó khá là chính xác ha. Thì nếu như mà nó bị như thế này hoặc là các bạn đang sử dụng một cái à, phiên bản cũ hơn không có thì các bạn cũng sẽ sử dụng Quick Selection Tool sau đó các bạn click giữ vào khu vực người của các bạn và nhớ là chọn từ từ thôi để cho máy tính nó xử lý và nó lấy dùng các bạn ta đỡ cần phải chỉnh nhiều ha đó như thế này thôi rồi nếu như mà những cái góc mà nó như thế này thì các bạn thôi bỏ qua đi các bạn đừng cố gắng nếu kéo những cái này làm cái gì bởi vì ừ, à, giới hạn của phần mềm nó chỉ như vậy thôi thì chúng ta nên chấp nhận nhé thì để như để các bạn muốn bổ chọn bổ sung hay là như thế nào đó ví dụ như là có những phần bị thiếu đây ví dụ như là phần này phần tay áo bị thừa ra ngoài thì các bạn có thể sử dụng cái polygonal lasso tool các bạn có thể sử dụng lasso tool cũng được nhưng mà mình thích chọn cái này hơn rồi để mà chọn thêm nha chọn thêm thì các bạn giữ phím shift để nó hiện ra dấu cộng như thế này các bạn thể thấy cái dấu cộng ngay bên cạnh cái icon này là chúng ta sẽ chọn thêm khu vực ha click cái thôi có thể ở đây giữ phím shift vào rồi thả phím shift vào rồi và chúng ta sẽ chọn tới những cái khu vực mà các bạn muốn để chúng ta chọn bổ sung vào đó chọn 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 đó và chúng ta gom lại đó, kết thúc ở cái điểm bắt đầu ha còn nếu như nó thừa ra nếu như nó thừa ra đây ví dụ như là đây thừa này và cái góc này mình cũng muốn xóa này vì nó thừa thì các bạn sẽ đè phím internet ha đè phím internet và các bạn lại cũng click nếu như vô tình click như vậy đi nó bị mất thì các bạn bấm cần z Ctrl Z nhé để chúng ta quay trở lại và chúng ta lại chọn tiếp chứ đừng mất công lại phải click lại nó mất thời gian lắm à, Cứ thế à, ví dụ như là bị uh, thừa thiếu gì ở đây này thì các bạn cũng sẽ chọn 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 Cơ bản là chọn này nó hơi mất thời gian hiểu không? Thì nếu như các bạn sử dụng những công cụ khác Và tiện hơn ví dụ như là những, có những cái web uh, Để cho các bạn có thể uh, gọi là Tách nền nhanh nhé thì các bạn có thể làm ở trên những cái web đấy cũng được ha còn không á thì các bạn có thể uh, làm thủ công như mình mình thích sử dụng polygon lasso tool à, lý do là ừ nó cũng dễ dùng ha cứ đè phím internet ví dụ bị thừa này đè phím internet rồi click 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 đó rồi rồi à, bị thừa này lại đè phím internet lại click bỏ bớt những phần thừa đi đơn giản thôi về cơ bản thì nếu như các bạn sử dụng những cái phiên bản photoshop mới á, thì nó sẽ rất là gọn Ha, bởi vì nó chọn vùng giúp các bạn rồi đây mình sẽ cắt cái phần tóc này đi để cho nó gọn gàng nó đẹp hơn đây có một phần nón thì mình sẽ lấy thêm vào cho nó đó ok 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 phần kiếng này thì chịu rồi đồng ý thôi cũng không biết cách nào ha sau khi xong rồi các bạn có thể quay trở lại cái công cụ là quick selection tool chúng ta sẽ chọn là select and mask nếu như phiên bản cũ thì nó sẽ là uh, refine edge ha, refine edge hay là select and mask thì nó cũng như nhau thôi ha ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là brush ngay phía dưới này nè các bạn click giữ ở ngoài background nhé click giữ ở ngoài background và đưa vào trong khu vực bị thừa ví dụ như là ở trong này đó phần tóc nó sẽ tự động nó chọn cho các bạn ha ví dụ phần tóc này nữa mình sẽ click hơi click nhẹ thôi và mình click đưa vào trong một chút thì nó sẽ tự động nó lấy cái phần tóc ở trong giúp các bạn nó cũng gọn gàng nó dễ hơn và ở đây những cái thông số ở đây các bạn thể làm như mình cũng được hoặc là làm nhỏ hơn một chút nếu như các bạn muốn ví dụ như là uh, feeder mình không chấm hai contrast tăng chút ship x không giảm hay là như nào đó ha và các bạn chọn vào decontaminate de uh, color uh, để cho nó khử những cái màu thừa ở viền đi ha out Output để các bạn chọn là layer with layer mask hoặc là layer mask cũng được hoặc là new layer cũng được không sao. Rồi sau khi xong các bạn có thể thấy là chúng ta có một số các phần thừa ở đây. Các bạn có thể sử dụng cái brush màu đen này, click qua phần layer mask này và chúng ta bỏ đi. ha Layer mask là cái chỗ để các bạn có thể uh, xóa bỏ đi và chúng ta không có bị mất chi tiết. Rồi ở đây đã xong. Ha, các bạn sẽ cũng sẽ sử dụng motion và chúng ta click giữ và đưa bạn ấy trở lại cái hình chính của ông ta đó thì các bạn thể thấy chúng ta còn nhiều chỗ bị thừa nè đó thấy chưa chỗ bị thừa chưa thì chúng ta sẽ quay trở lại cái layer mask đây là layer mask này sử dụng brush màu đen ha à, brush màu đen và ông ta bôi xóa đi những phần thừa nhớ là các bạn đang phải vẫn phải chọn vào cái layer mask nhé chứ các bạn chọn vào khu vực uh, gọi là layer người đây đây là layer người này đây là layer mask này ha thì các bạn bôi vào layer mask chứ đừng bôi vào layer người rồi ở đây để cho nó đẹp hơn các bạn bấm cần chôn T à, Quay trở lại layer chính nhé Chúng ta bấm cần T Đó và các bạn thu nhỏ người lại Nhớ giữ phím ship ha, Nếu như phiên bản cũ các bạn nhớ giữ phím ship để cho nó đẹp hơn Để cho nó giữ cái chi tiết đó, nó đẹp hơn Rồi Các bạn để ở đây thôi Đó có chữ yêu là đây Rồi ok Enter rồi chúng ta có hình như này thì để cho đẹp hơn nha để cho đẹp hơn thì các bạn sẽ tăng giảm một chút về ánh sáng về màu sắc nữa cho nó đẹp ha các bạn sẽ click vào trong adjustment layer ở đây các bạn chọn là brightness contrast ha và chúng ta có thể click vào đây click vào layer mask này các bạn có thể lấy clipping mask này clipping mask nhé thì nó sẽ tự động nó áp vào hình người và đây chúng ta tăng giảm là chỉ có hình người thôi còn nếu như các bạn không click này đó nó sẽ tăng giảm tất cả layer dưới và nó xấu cho nên các bạn chỉ click vào layer người thôi nhé brightness các bạn tăng nhẹ lên contrast các bạn giảm đi bởi vì chúng ta đang cần nó nhẹ nhàng mà các bạn giảm hết cỡ cho mình cũng được nữa. Thì nếu như mà hình của các bạn chất lượng cao như hình của mình thì các bạn có thể giảm hết cỡ. Còn không thì các bạn giảm sao cho nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó không có bị gắt quá. Đây, như vậy là gắt này. ha và nó xấu, nó không hợp. Bởi vì mình đang cần cái sự nhẹ nhàng ha. Màu sắc phía sau nó đã nhẹ nhàng rồi thì các bạn contrast các bạn để nhẹ thôi để cho nó hợp, nó gọi là tông xuề tông đó là vì vậy đó. Rồi, brightness các bạn có thể tăng sáng lên nó một chút. Đó. À, thế là đẹp, à, các bạn thể tắt bật lên các bạn để thấy là ừ, cái hiệu ứng của chúng ta vừa thêm cho nó hiệu quả như thế nào. À, ở đây các bạn có thể chọn là gradient map này, à, chúng ta cũng sẽ chọn uh, clipping mask luôn. và đây, cái phần uh, tối thì các bạn sẽ chọn màu xanh, à, nếu như các bạn thích, à, đâu rồi, à, phần tối mình sẽ chọn màu xanh, à, màu chọn đây không được thì mình sẽ chọn ở đây cũng được, Đó, màu xanh, ok, rồi phần sáng, phần sáng thì mình sẽ chọn là màu hồng Đào, màu hồng đọc đây, màu hồng ở uh, hồng hơi đỏ một chút ví dụ như ở đây chẳng hạn vậy đó à, chúng ta click ok ok nhìn đẹp không xấu đúng không thì chúng các bạn chỉ cần giảm opacity đi một chút thì các bạn sẽ chỉ để cái uh, cái layer của chúng ta nó chỉ loanh quanh khoảng cỡ 20 phần trăm thôi thấp thấp thôi 15 20 phần trăm thôi thì chúng ta sẽ hơi hơi có cái màu của cái nền nó ép vào hình của chúng ta và nó sẽ đẹp hơn ha nó gọi là tông xịt tông hơn đó kiểu như thế rồi ở đây các bạn có thể thêm chữ ở trên này được rồi ha thì các bạn có sẽ sử dụng horizontal type tool này click ở trên này à, click vào giữa cũng được hoặc là click đầu đấy cũng được hoặc là như của mình thì uh, đây đó ví dụ như là các bạn click kéo luôn như vậy cũng được cho nó gọn ở đây chữ thì các bạn thể chọn style của sếp hoặc là chọn bất kỳ cái chữ nào à, ví dụ như là ừ, chắc ơi, cái phòng này thì nó bị lỗi thì các bạn sẽ click vào trong cái uh, character này cái khoảng cách mình sẽ để là không đó nó nó góp lại với nhau này phải ghi chữ này chứ không bá chửi mình chết chắc chắn đây là eo đó. <laughs> đó thì chữ các bạn thể click chọn layer là màu trắng ha, cho nó tông xịt tông mà, ha. và phong ở đây thì các bạn thể chọn một cái phong khác cũng được thì tùy phong các bạn muốn à, phong gì ví dụ như là ừ, À, theo mình thấy có vẻ phong hơi bay bỏng này nhìn nó cũng khá là hợp đó kiểu thế rồi các bạn thể thêm bất kỳ cái chữ gì ở trên cũng được hoặc là ừ, giờ mình kiếm cái logo của mình bỏ vào đây cũng được đâu rồi logo phục à, tutorial đậu tút kéo 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 có thể lấy chữ ký của các bạn cũng được nha đó ví dụ như là mình lấy đã đây enter thay đổi thay đổi kích thước thì là cần chôn tê nhé Đấy và đó là kết quả cuối cùng mà rất là dễ làm đúng không? Thì theo mình những cái cách làm như vậy nó rất là ok nếu như các bạn muốn bày tỏ lòng homo hoặc là các bạn muốn làm một món quà cho người yêu thì ừ uh, cái cái uh, cách làm một cái ăn trend như thế này nó cũng là một cách rất là hay ho. Thì theo nếu như các bạn đây là lần đầu tiên hoặc là các bạn mới tập về Photoshop, mình tin là những cái bước mà các bạn tạo uh, tách nền người này, tạo gradient và quản lý layer là những cái bước rất là thử thách cho các bạn. Thì mình nghĩ là uh, với những cái mục tiêu hoặc là những cái gọi là có cái động lực để các bạn làm như thế này á thì nó cũng sẽ là một cái uh, lý do để các bạn học Photoshop và từ đó và các bạn làm những cái bức ảnh nó đẹp hơn ha và đó là toàn bộ video này cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu như các bạn thích hãy comment phía dưới uh, và cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về cái gì nhé uh, và nếu như các bạn thích nữa thì hãy bấm like và share video này cảm ơn các bạn mình là Nguyễn Văn Phúc tại com ở phía bên này hoặc bên này gì đó mình sẽ có những cái video khác thì các bạn có thể theo dõi những cái video đó mình có làm rất là nhiều những cái poster rồi nhiều mà các bạn thích ok bye bye